Hòa Ái và Trang Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin tối thứ Sáu ngày 18 tháng Giêng với một số tin tức đáng chú ý. Người sắp nhậm chức trưởng ban nội chính bị đề nghị kiểm điểm sai phạm. Nhiều con tin quốc tế vẫn còn trong tay quân khủng bố ở Algeria. Kính thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các tổ chức và các cá nhân liên hệ. Đặc biệt, ông Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch Ủy ban phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương. Báo Thanh niên Online loan tin này. Thanh tra Chính phủ báo cáo thành phố Đà Nẵng đạt nhiều thành tích nổi bật về phát triển, đầu tư, nhưng việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng đã có nhiều vi phạm đáng kể. Mặt khác, công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức và hậu quả là vi phạm xảy ra đã lâu mà không bị phát giác. Sai phạm còn được tìm thấy trong việc quy hoạch đất, giao đất không đúng đối tượng, không qua đấu giá, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tài chính. Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phải thu hồi gần 1.500 tỷ đồng thất thoát, kiểm điểm và kỷ luật những viên chức đứng đầu các cơ quan địa phương về tài chính, tài nguyên môi trường, xây dựng, nội vụ, chánh văn phòng, Ủy ban Nhân dân, v.v. Thanh tra Chính phủ cũng cho biết Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị nêu và thu hồi điều chỉnh một số quyết định của Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, đồng thời giao Bộ Công an điều tra những vụ sai phạm về đất đai và đầu tư, chuyển nhượng bất hợp pháp. Theo báo Thanh niên Online, một nguồn tin cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ giải trình trước công luận về công tác quản lý đất đai tại địa phương. Từ mấy năm nay, Chủ tịch Nguyễn Bá Thanh của thành phố Đà Nẵng được biết đến với câu nói được là làm được, là khuôn mặt sáng giá với thành tích phát triển cho thành phố lớn nhất miền Trung này. Vụ công bố sai phạm ngay trước khi ông ra Hà Nội nhậm chức trưởng ban nội chính Trung ương Đảng cho thấy có sự chống phá từ thượng tầng đối với nhiệm vụ mới của ông. Cơ quan công lực Hà Nội hôm nay loan báo bắt giữ và khởi tố ông Lê Hồ Khôi, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tràng An. Đương sự đã chỉ đạo thuộc cấp ký khống các mã chứng khoán, hợp thức hóa hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của khách hàng để vay, rồi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã gửi công văn yêu cầu công ty Tràng An công bố thông tin bất thường trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Từ tháng 9 năm 2012, viên tổng giám đốc và công ty này đã bị Ủy ban chứng khoán nhà nước đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt do không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về an toàn tài chính. Đến trung tuần tháng 10, công ty được lệnh ngừng giao dịch. Kết quả điều tra và báo cáo tài chính cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2012, công ty chứng khoán Tràng An tiếp tục thua lỗ trên 5 tỷ 300 ngàn đồng, cộng chung mức lỗ lũy kế trước đó thành ra gần 70 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký duyệt đề án tái cơ cấu đối với hai tổng công ty Vietnam Airlines và thuốc lá Vinataba. Theo đó, từ nay đến năm 2015, Vietnam Airlines phải rút tên ra khỏi 10 doanh nghiệp, trong đó có Techcombank, Tổng công ty Bảo Minh BMI, Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Tổng công ty thuốc lá Vinataba cũng phải thoái vốn khỏi 6 đơn vị, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính và ngân hàng như Techcombank, Vietcombank. Trước đó, Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu nhiều tập đoàn, tổng công ty có hoạt động đầu tư hỗn loạn, cụ thể như Vinafood phải thoái khỏi Vietcombank, Vietinbank, Exxonbank hay như Vinachem phải rút khỏi Bảo Minh. Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị, quân đội Algeria đã mở cuộc tấn công vào đoàn xe bị nghi là chở con tin trốn ra khỏi mỏ khí đốt In Amenas, nằm cách thủ đô Algeria 1.300 cây số về phía đông nam. Chính phủ Algeria chưa xác nhận tin này do Reuters loan tải. Vụ bắt giữ con tin này đang làm chấn động thế giới khi một lực lượng khủng bố Hồi giáo vũ trang có liên hệ đến Al-Qaeda xâm nhập mỏ khí đốt ở đông nam Algeria, bắt giữ hơn 40 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Quân khủng bố yêu cầu Pháp chấm dứt can thiệp vào Mali. Các hãng thông tấn quốc tế cho biết hàng chục con tin vẫn bị giam giữ bên trong khu vực mỏ In Amenas. Người cho tin gọi điện thoại từ trong ra cho biết con tin vẫn bị giam thành từng nhóm tại đây nhưng rất khó tiếp xúc vì họ đang bị theo dõi chặt chẽ. Thủ tướng Anh David Cameron lên tiếng tỏ ý bất bình về việc chính phủ Algeria không thông báo cho Anh Quốc biết cuộc hành quân giải cứu con tin của họ và do đó rất nguy hiểm cho các con tin. Thủ tướng Shinzo Abe bỏ dở cuộc công du Indonesia khi về tới Nhật đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao triệu đại sứ Algeria đến để yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng 14 con tin của Nhật.
Tin AP cho biết ít nhất 10 quốc gia có con tin bị khủng bố bắt giữ, kể cả 3 người Algeria. Số con tin này gồm 14 người Nhật, 9 người Na Uy, 7 người Mỹ, còn lại là Philippines, Malaysia, Ireland, Pháp, Romania, mỗi nước bị bắt vài ba người. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hòa Ái và Chân Như xin kính chào tạm biệt.